Trong những dòng đầu tiên của tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi: "Tôi mời gọi mọi Kitô hữu ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này hãy đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ cố gắng nhận biết Thiên Chúa ở trong chính con người của mình và mình ở trong Thiên Chúa. Cảm nghiệm được chạm đến Thiên Chúa, Thánh Nữ đã thốt lên rằng: Lạy Ba Ngôi Vĩnh Cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm chúng con càng thấy, càng thấy chúng con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn con được no thỏa, nhưng dường như lại không no thỏa. Sự ngọt ngào, hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa chẳng dành riêng cho Thánh Nữ Catarina, nhưng Ngài dành cho tất cả những ai có niềm khao khát kiếm tìm và sống tương quan mật thiết với Ngài. Vâng, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu sẽ là gì nếu không phải là để mỗi người chúng ta đủ sức mạnh cất bước lên đường, loan truyền niềm vui ấy cho mọi người. Vì thế, Thánh Catarina sống hy sinh hãm mình trong gia đình cho đến năm 23 tuổi. Sau đó, chị nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu, bước vào hành trình dấn thân làm việc tông đồ. Hòa trái việc tông đồ của Thánh Nữ Catarina chắc chắn xuất phát từ việc gieo hạt giống tâm hồn vào mảnh đất riêng tư gặp gỡ Thiên Chúa. Sở dĩ Thánh Catarina đã đóng góp được nhiều cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội, chính bởi vì tâm hồn Catarina bừng cháy trong lửa mến và nỗ lực trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì sự kết hiệp này, Catarina vinh hạnh được Chúa in năm dấu thánh sáng chói mà không rướm máu. Giáo thuyết của Thánh Catarina không do công học hỏi, nhưng Ngài đã để lại cho hậu thế nhiều tài liệu thời danh về đạo lý thiêng liêng và thần học, nhất là cuốn sách Đối Thoại, là chứng tích hùng hồn về cảm nghiệm sự gặp gỡ rất riêng với Chúa. Cùng với Thánh Catarina, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Ôi Chúa Ba Ngôi Vĩnh Cửu, ôi tình yêu rất đỗi dịu ngọt, Ngài là ánh sáng, xin ban cho chúng con ánh sáng. Ngài là sự khôn ngoan, xin tặng ban cho chúng con ơn khôn ngoan. Ngài là sức mạnh siêu việt, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con. Amen. Hạnh tích các thánh tử đạo thường miêu tả các cuộc bắt bớ và hành quyết của các ngài. Trong các cuộc hành quyết ấy, chúng ta thấy có một đôi nét nào đó giống với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như trước khi bị bắt, Chúa Giêsu bị Giuđa, một trong số các môn đệ phản bội, bán cho các thượng tế lấy 30 đồng bạc. Còn thánh tử đạo Giuse Tuân đã bị một con chiên phản bội, đi tố giác với quan quyền để được hưởng lợi, khi cha đang thi hành sứ vụ linh mục. Thánh Giuse Tuân chào đời vào khoảng năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Gia đình cậu Tuân là gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu lại là người đạo đức, tận tâm giáo dục con cái. Từ thời niên thiếu, cậu Tuân đã được nhận vào nhà Đức Chúa Trời để học tập
và sống tinh thần phúc âm. Sau đó, cậu được chọn vào chủng viện, rồi được thụ phong linh mục. Để có cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các thừa sai đa minh trong công cuộc truyền giáo, năm 1857, cha Giuse Tuân đã xin vào dòng anh em thuyết giáo. Năm 1858, cha được tiên khấn và trở thành một tu sĩ gương mẫu đạo đức. Cha vào dòng được 3 năm thì bị bắt đang khi thi hành sứ vụ linh mục và được phúc từ đạo vài tháng sau đó. Chuyện kể lại rằng, đầu năm 1861, lúc ấy cha Giuse Tuân 50 tuổi. Khi cha Giuse Tuân đang giúp ở xứ Ngọc Đồng, một bà già bị bệnh nặng, sai con trai đi mời cha về ban các bí tích sau cùng cho bà. Không ngờ người con ngỗ nghịch này của bà vì ham lợi lộc đã trở thành kẻ phản bội. Hắn đi tố giác với quan huyện để lãnh thưởng. Quan liền đến bắt cha Tuân, giải lên tỉnh Hưng Yên, nộp cho quan tổng đốc. Hình ảnh kẻ tố giác cha Giuse Tuân gợi nhớ cho chúng ta trong những dòng đầu tiên của tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi: "Tôi mời gọi mọi Kitô hữu ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này hãy đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ cố gắng nhận biết Thiên Chúa ở trong chính con người của mình và mình ở trong Thiên Chúa. Cảm nghiệm được chạm đến Thiên Chúa, Thánh Nữ đã thốt lên rằng: Lạy Ba Ngôi Vĩnh Cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm chúng con càng thấy chúng con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn con được no thỏa, nhưng dường như lại không no thỏa. Sự ngọt ngào, hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa chẳng dành riêng cho Thánh Nữ Catarina, nhưng Ngài dành cho tất cả những ai có niềm khao khát kiếm tìm và sống tương quan mật thiết với Ngài. Vâng, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu sẽ là gì nếu không phải là để mỗi người chúng ta đủ sức mạnh cất bước lên đường loan truyền niềm vui ấy cho mọi người. Vì thế, Thánh Catarina sống hy sinh hãm mình trong gia đình cho đến năm 23 tuổi. Sau đó, chị nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu bước vào hành trình dấn thân làm việc tông đồ. Hòa trái việc tông đồ của Thánh Nữ Catarina chắc chắn xuất phát từ việc gieo hạt giống tâm hồn vào mảnh đất riêng tư gặp gỡ Thiên Chúa. Sở dĩ Thánh Catarina đã đóng góp được nhiều cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội chính bởi vì tâm hồn Catarina bừng cháy trong lửa mến và nỗ lực trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì sự kết hiệp này, Catarina vinh hạnh được Chúa in năm dấu thánh sáng chói mà không rướm máu. Giáo thuyết của Thánh Catarina không do công học hỏi, nhưng Ngài đã để lại cho hậu thế nhiều tài liệu thời danh về đạo lý thiêng liêng và thần học, nhất là cuốn sách Đối Thoại, là chứng tích hùng hồn về cảm nghiệm sự gặp gỡ rất riêng với Chúa. Cùng với Thánh Catarina, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Ôi Chúa Ba Ngôi Vĩnh Cửu, ôi tình yêu rất đỗi dịu ngọt,
khác nhau theo nhiều thang bậc. Có thánh giáo dân dòng ba, có thánh trợ sĩ, có thánh sống đời hôn nhân, có vị làm giáo sư đại học nổi tiếng, có vị làm giáo sư thần học, có vị là tiến sĩ, lại cũng có vị thất học nhà quê. Có thánh linh mục, thánh giám mục, và hôm nay chúng ta chiêm ngắm gương mặt thánh giáo hoàng. Thánh giáo hoàng Pio V, tên thật là Antonio Ghiglieri, sinh năm 1504 tại Bosso, gần Alexandria, nước Ý. Năm 16 tuổi, cậu xin gia nhập dòng anh em thuyết giáo và đổi tên là Michael. Khi còn là một tu sĩ, thầy nổi bật về đức khiêm tốn, tinh thần cầu nguyện liên lỉ, khao khát tìm vinh danh Chúa trong đức vâng phục và nhất là tinh thần yêu mến kỷ luật. Khi làm linh mục, cha đã làm giáo sư thần học trong suốt 15 năm. Ở trong dòng, cha nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt, nhiều lần cha giữ chức bề trên. Trong giáo hội, cha giữ chức cao ủy tòa tra Roma, rồi làm giám mục và được phong chức hồng y. Khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 4 qua đời, Ngài được tiến cử giữ chức vụ chủ chăn tối cao và lấy tên là Pio V vào ngày 7 tháng 1 năm 1566. Trong vai trò chủ chăn giáo hội, Đức Pio V dốc toàn tâm toàn lực lo phần rỗi các linh hồn và canh tân giáo hội. Người cương quyết bảo vệ đức tin công giáo và thi hành những quyết nghị của công đồng Trento. Người tuần tự và triệt để cải tổ giáo triều Roma, cho công bố sách giáo lý Roma. Người lo liệu cho việc đào tạo hàng giáo sĩ được chắc chắn, nhất là lấy bộ tổng yếu thần học của Thánh Thomas làm sách giáo khoa. Người đã tôn Thánh Thomas Aquino là tiến sĩ thiên thần. Người cổ võ việc canh tân và thống nhất phụng vụ bằng cách cho ấn hành sách nguyện và sách lễ Roma. Người đề cao sự thống nhất tín lý giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Latin. Người sử dụng hết tài lực để ngăn cản địch thù đức tin. Nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ Mân Côi, Thánh Pio V đã chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Vịnh Lê Ban ngày 7 tháng 10 năm 1571. Vì thế, người tổ chức rước kiệu Đức Mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ. Người từ trần ngày 1 tháng 5 năm 1572. Người qua đi, nhưng mọi người đã luôn ghi nhớ lời người đã nói. Các vị thánh giáo hoàng xây dựng hội thánh không phải bằng đá cho bằng nhân đức. Người đã am tường rằng, để cai trị người đời cách hiền hậu và ôn hòa, không gì thích hợp cho bằng được người ta yêu mến, không gì bất lợi cho bằng làm cho người ta sợ, không gì dẫn người ta đến với Chúa hơn là chăm lo phần rỗi cho họ. Thế nên, người đã muốn khởi đầu nhiệm vụ giáo hoàng của người bằng bác ái đối với người nghèo và quảng đại nhân từ đối với mọi người khác. Với Chúa, hầu như lúc nào người cũng kính cẩn tưởng nhớ đến những cực hình Chúa đã chịu vì chúng ta, nên người quên đặt tượng Chúa cứu chuộc trước mặt. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho tất cả những ai đang lãnh đạo xã hội cũng như giáo hội, trong từng vai trò và trách nhiệm riêng, để họ đem lại lợi ích
cho người họ phục vụ. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con quỳ gối trước mặt Chúa và tự hỏi, con là người tôi trung hay là đầy tớ vô dụng? Chúa đã cho con mọi thứ trên đời, đã cho con khôn khéo và tài năng lãnh đạo, đã cho con bao chọn lựa, bao cơ hội, bao giá trị, bao hướng đi thuận lợi trong cuộc sống, để con lớn lên, thành công và trọn hảo. Lạy Chúa, nhờ sự trợ giúp của Thánh Pio V, con xin hứa sẽ cố gắng hết mình, nhiệt thành trong công việc, phát huy những gì con được trao ban. Con sẽ là người phục vụ có trách nhiệm. Xin đừng để con dùng những tặng vật này để đi tìm lạc thú chóng qua. Xin đừng để con trốn trong vỏ ốc an toàn và chôn chặt tài năng của con. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng con phải biết phát triển quà tặng Chúa ban để cải thiện cảnh ngộ của anh chị em con. Con phải làm hết sức mình để phục vụ mọi người, hầu làm sáng danh Chúa. Amen. Có định hướng, có mục tiêu trong cuộc sống, đó là điều quan trọng. Định hướng ấy phải được thanh luyện và đặt nền tảng dưới ánh sáng của việc đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Sau khi đã định hướng, hãy tiếp tục bước đi với lòng khao khát, nuôi dưỡng định hướng cho đến khi thực hiện được nó. Nếu trong cuộc sống, đôi lúc cơ hội giúp thực hành mục tiêu đến, chúng ta mau lẹ nắm bắt và không được chần chừ bỏ lỡ. Phải luôn cố gắng tìm dịp để thực hành mục tiêu bất cứ khi nào bạn có thể. Và rồi, cho dù gian khó, cho dù có những vật cản trên hành trình, chúng ta vẫn mạnh mẽ bước đi, quyết không rời bỏ mục tiêu. Điều cuối cùng sẽ đến, đó là vinh quang chiến thắng. Vinh quang của người đã đạt mục tiêu, đạt đến đích bằng sức lực của mình. Có thể vinh quang ấy là giá máu mà bạn phải đổ ra cho mục tiêu của bạn. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng với Thánh Augustino Đông xét mình trước mặt Chúa về mục tiêu và cách thực hiện mục tiêu dưới sự hướng dẫn của Thánh ý Chúa cho cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta khám phá ra ý Chúa để ta luôn làm đẹp lòng Ngài. Thánh Augustino Đông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1822 tại Mitterrand, tỉnh Lorraine, nước Pháp. Ngay từ tấm bé, cậu đã xác định rõ mục tiêu đời mình. Cậu đã tỏ ra là một người đạo đức, chăm học và có ý hướng đi tu. Cậu khao khát với sứ mệnh loan báo tin mừng nơi vùng đất xa xăm đầy nguy khó tại châu Á. Cậu tham gia huynh đoàn giáo dân Đa Minh và luôn mong ước gia nhập hội thừa sai Paris để được đi truyền giáo tại các quốc gia này. Ngày 9 tháng 10 năm 1846, cậu gia nhập hội thừa sai Paris. Hơn 7 tháng sau, thầy Augustino Đông được thụ phong linh mục. Sau đó cha được gửi đến giáo phận Tây Đàng Ngoài. Con tàu đến vùng Viễn Đông lênh đênh trên biển 5 tháng trời. Cha Đông không đợi đến khi đặt chân lên đất liền, không đợi khi đến vùng đất truyền giáo mới thi hành sứ vụ truyền giáo. Trên tàu, cha tiếp xúc và khuyên dụ những thủy thủ đã bỏ xưng tội lâu năm trở về với Chúa. Nhờ ơn Chúa họ đã ăn năn trở lại.
Khi cha Đông đến đàng ngoài, Đức cha Retolio vui mừng đón tiếp. Ngài giữ cha lại trụ sở học tiếng và phong tục Việt Nam, rồi cho cha tháp tùng trong các cuộc kinh lý để cha hiểu rõ tình hình Việt Nam hơn, tạo điều kiện cho cha thi hành sứ vụ cách tốt đẹp. Cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam lúc ấy bước vào cuộc bách hại đạo gắt gao. Với định hướng rõ ràng chắc chắn, mọi gian khó không làm gì hại được cha, mọi bắt bớ không làm cha chùn bước. Người ta xúi cha bỏ đạo, người ta dụ cha giả bước qua thánh giá, cha kiên quyết không theo. Tại nhiệm sở mới, cha tích cực làm việc mục vụ và truyền giáo, số người trở lại ngày càng nhiều. Với thành quả ấy, trong cơn bách hại đạo gắt gao, cha đã bị chém đầu. Tuy nhiên, cha Augustino Đông cho chúng ta thấy, với định hướng cuộc đời, cha đã chu toàn thánh ý Chúa cách tuyệt đối. Trong cuộc sống chúng ta, niềm tin Kitô là một định hướng. Phục vụ Chúa Kitô là định hướng. Chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc đời là định hướng. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Augustino Đông cho chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng, phục vụ vì Chúa và chết trong vinh quang nước Chúa. Lạy Chúa, trong ân sủng của Chúa con nhận ra rằng việc tạo dựng của Chúa kêu gọi con biết chăm lo cho tha nhân. Đời sống quên mình của Chúa dạy con sống cho người khác. Tình yêu bao la của Chúa thúc bách con chia sẻ cho người nghèo. Lạy Chúa, chính nhờ Chúa con được chấp nhận, và qua dân Chúa con được kêu gọi phục vụ. Giờ đây, con khấn xin Chúa dẫn dắt con, để con nhanh chóng và sốt sáng đáp lại lời Chúa gọi. Xin dùng miệng lưỡi con để lời Chúa được loan truyền. Xin cho con trở thành thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, vì lợi ích cho các anh chị em con. Xin cho con biết dâng lên Chúa những tài năng Chúa ban cho con, để con sử dụng và làm mưu ích cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ chính bản thân con. Xin đón nhận con người con, để Chúa sử dụng con theo thánh ý Chúa. Và cuối cùng, lạy Chúa, hạnh phúc của con là chính Chúa, và con mong ước mọi người cũng được hạnh phúc như con. Amen. Người ta biết nhiều đến Thánh Vincent Ferrio bởi vì Ngài hay làm phép lạ. Ít ai biết đến Ngài như một vị giảng thuyết đại tài, có sức mạnh xây dựng và kiện cường giáo hội bằng tất cả tấm lòng yêu mến. Thế kỷ thứ 14, với cuộc đại ly giáo Tây Phương, đã để lại vết thương cho giáo hội. Nhìn lại lịch sử trong giai đoạn khó khăn ấy, chúng ta không thể không nhắc đến Thánh Vincent, một người đã sống hết mình vì giáo hội, hăng say trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Thánh Vincent Ferrio sinh năm 1350, tại Valencia, Tây Ban Nha. Năm 17 tuổi, Ngài gia nhập dòng anh em thuyết giáo. Tại đây, Ngài bắt đầu sống đời thiêng liêng theo kỷ luật nhiệm nhặt. Ban đầu, người đảm nhiệm nhiệm vụ dạy triết học và thần học. Nhận thấy giáo hội đang bị phân mảnh tiếp tục và kéo dài, cha Vincent quyết định rời bỏ Avignon và dấn thân vào công cuộc giảng thuyết. Bắt đầu từ năm 1399,
cho đến lúc từ trần. Đây là giai đoạn phong phú nhất cuộc đời của cha Vinh Sơn. Cha đi khắp thành phố và làng mạc để rao giảng tin mừng, kêu gọi sám hối và canh tân. Cha nhiệt thành với sứ vụ này với lòng yêu mến giáo hội, cho đến ngày cha được chứng kiến cuộc đại ly giáo chấm dứt, ngày giáo hội hiệp nhất nên một. Sau đó, cha Vinh Sơn từ trần ngày 5 tháng 4 năm 1419 và được phong thánh năm 1455. Bạn thân mến, lịch sử của một vị đại thánh đã gắn liền với lịch sử của giáo hội trong giai đoạn phong ba bão táp. Ánh trời hồng bừng sáng của giáo hội gắn liền với nội lực của người tràn ngập sức mạnh đem niềm vui tin mừng đến cho muôn người. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị, hãy canh tân giáo hội bằng cách bước ra ngoài cho sứ vụ truyền giáo. Giáo hội được hiểu như là toàn dân Chúa phải đi rao giảng, nhắm đến bài giảng và việc chuẩn bị bài giảng, nhắm đến các động lực tinh thần cho sứ vụ truyền giáo. Ở chỗ khác, Đức Thánh Cha mạnh mẽ nói, tôi thà có một hội thánh bị bầm dập, bị thương tích và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, hơn là một hội thánh yếu nhược vì tự giam và bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Những lời mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho giáo hội hiện nay cũng là điều mà Thánh Vinh Sơn đã làm cho giáo hội trong lúc phân ly khi xưa. Trong một lá thư gửi cho bề trên tổng quyền dòng anh em thuyết giáo, cha Vinh Sơn đã viết như sau: thưa cha rất đáng kính, con đã tìm ra nguyên nhân chính đưa đến lạc đạo và sai lầm, đó là thiếu người giảng dạy. Thật vậy, dân cư ở đó đã thành thực cho con biết, suốt 30 năm qua, không có ai đến giảng cho họ. Thưa cha, như cha thấy, các giám chức và những người do chức vụ hoặc nghiệp vụ có trách nhiệm giảng dạy cho họ lại cứ thích an nhàn nơi thành thị trong những căn phòng khang trang đầy đủ tiện nghi. Những người ấy mắc lỗi nặng đến mức nào? Đang khi đó, các linh hồn đã được Chúa chịu chết để cứu chuộc lại phải hư mất vì thiếu thần lương, thiếu người chia sẻ cơm bánh. Tinh thần bước ra ngoài cho sứ vụ giảng tin mừng và tấm lòng yêu mến giáo hội của cha Vinh Sơn đã đem lại bộ mặt bình an rạng rỡ cho giáo hội. Chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Ferio, chúng ta được mời gọi nhìn về lịch sử của giáo hội để ý thức lại sự thuộc về của chúng ta trong giáo hội, để cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý mà Chúa đã bày tỏ nơi Chúa Giêsu. Xin nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Chúa Giêsu, họ cũng là những người đã được cứu chuộc. Xin thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Chúa Giêsu và tin vào Ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin Chúa cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen. Trong phút cầu nguyện này, xin mọi người nhớ đến một nhân chứng anh hùng từ đạo Việt Nam. Vị chứng nhân này là người hiến dâng mạng sống mình
nêu cao sức mạnh chiến thắng của Thánh giá. Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển sinh năm 1769 tại Quần Anh, Nam Định. Từ thuở bé, gia đình đã gửi cậu đến sống với đức cha Degado I dòng Đa Minh. Sau khi học xong thần học, thầy Hiển được thụ phong linh mục và được gửi đi du học ở Manila. Sau thời gian du học trở về, cha giúp nhiều giáo xứ, mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện. Cách sống của cha gây tác động hoán cải lòng người. Dưới thời vua Minh Mạng, cha bị tố giác và bị bắt. Ở trong tù, cha vẫn tìm cách dạy đạo. Cha khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo, mặc dù phải chịu cực hình tra tấn. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô Ma Toán đã một lần đạp lên thánh giá, tìm lại được can đảm, tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên từ đạo. Cũng thời gian ở tù, sau bao cực hình tra tấn ban ngày, mỗi tối cha nằm dài trong nhà lao, nắn nót vẽ trên vải từng mẫu ảnh thánh giá rất đẹp. Khi giáo dân đến thăm, cha phát cho mỗi người một mẫu, khuyên họ cung kính suy gẫm và xin ơn bền đỗ. Thế là, mặc dù sống trong tù, cha vẫn phát động phong trào suy tôn thánh giá ở Nam Định. Về sau, vì số người đến xin ảnh quá nhiều, cha phải nhờ một anh bạn tù khắc mẫu thánh giá đó vào gỗ, rồi dùng mực in ra nhiều bản mới phân phát đủ. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ biến đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải và nhiều người sắp chết tìm lại được an bình. Cảm nghiệm được sức mạnh của Thánh giá Chúa, Đức Thánh cha Francisco đã nói: "Không ai có thể tiếp cận và chạm vào Thánh giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh giá, và không mang lấy một cái gì đó của Thánh giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình." Thánh giá cho chúng ta một kho tàng mà không có sự gì khác có thể mang lại. Đó là sự chắc chắn về tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một tình yêu cao vời đến nỗi Ngài đã bước xuống vũng lầy tội lỗi của chúng ta và tha thứ, đã đi vào đau khổ của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng. Chúng ta hãy đặt nơi Thánh giá Chúa Kitô những niềm vui, những nỗi đau khổ và thất bại của chúng ta. Nơi đó, chúng ta sẽ tìm thấy một trái tim rộng mở, thông cảm, tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta mang lấy tình yêu này trong cuộc sống. Khi nhìn vào Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu, sự phục vụ trong cuộc đời của mình. Hãy nghĩ về các Kitô hữu bị tử vì đạo. Khi nhìn vào các thánh tử đạo, nhìn về cuộc sống của mình, chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá để thấy ý nghĩa và cùng đích cuối cùng của đời sống chúng ta. Giờ đây, xin hợp ý cùng với cha Carano dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện. Lạy cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là ơn nhận ra thánh giá của Chúa Giêsu trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và cho con ơn bước theo Chúa Giêsu trên đường thánh giá bao lâu tùy ý cha định liệu. Xin đừng để con trở nên chua chát,
nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ và lòng khát khao nóng bỏng, có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau. Ngày đó, cha sẽ lau khô mọi giọt lệ của những người đã yêu mến cha, đã tin vào tình yêu cha giữa nỗi thống khổ, tin vào ánh sáng của cha giữa đêm đen. Ước gì thánh giá trở nên mẫu gương cho con, là ánh sáng cho đêm tăm tối. Nhờ đó, con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về cha mãi mãi. Ngày 25 tháng 1 năm 2015, sau khi công bố danh tánh 20 vị tổng giám mục và giám mục sẽ được nâng lên hàng hồng y, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi bức thư đến từng vị để nhắc nhở. Ngài viết: khi mọi người đều nhìn tước vị hồng y như là một phần thưởng hay đỉnh cao của sự nghiệp, một chức vị cao trọng đầy quyền lực hay được biệt đãi, anh em hãy tránh xa những loại kính trọng như thế, và trong nghi lễ tấn phong hồng y, đưa anh em vào ơn gọi mới. Anh em hãy bảo đảm rằng những nghi lễ này không bị tinh thần thế tục tiêm nhiễm, khiến anh em có thể xa rời thánh giá Chúa Kitô. Suy nghĩ về lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco, trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm mẫu gương sống triệt để với sứ vụ và cuộc đời thanh thoát từ khước những giá trị trần thế của Thánh Antonino, để rồi giữa một xã hội đầy những cám dỗ hưởng thụ vật chất, chúng ta can đảm khước từ với lòng thanh thoát tin yêu. Thánh Antonino sinh tại Firenze năm 1389. Ngài vào dòng Đa Minh năm 16 tuổi. Năm 24 tuổi, Antonino thụ phong linh mục và nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt, trí khôn thông sáng và cách hành xử khôn ngoan. Từ năm 29 tuổi, với tư cách là tu viện trưởng, cha cổ võ đời sống kỳ cương tại một số tu viện trong dòng. Ở Roma, cha được nhận làm dự thẩm tại tòa thượng thẩm và là giáo sư giáo luật thời danh. Cha Antonino giữ chức tổng đại diện các tu viện giữ kỷ luật nghiêm ngặt tại Ý. Cha tham dự công đồng chung Firenze, và năm 1446, khi cha 57 tuổi, Đức Thánh Cha Aurelio thứ tư đặt cha làm tổng giám mục thành Firenze. Hình ảnh của Đức Tổng Giám mục Antonino, vị thánh ở thế kỷ 15, sẽ là một gương sáng sống mãi trong lòng giáo hội. Ngài là vị chủ chăn đầy đoàn sùng, tài đức, yêu thương săn sóc những kẻ khốn cùng, quan tâm đến những người bị bỏ rơi. Ngài sống tinh thần khó nghèo triệt để. Ngài muốn tòa giám mục là một gia đình thật thanh bạch. Ngài loại bỏ mọi sự sang trọng, xa xỉ trong cách ăn mặc. Ngài không có đồ dùng lộng lẫy. Với tinh thần từ bỏ, Ngài bán hết tài sản để rộng tay giúp đỡ người nghèo. Ngài đã đi tiên phong trong phong trào cứu trợ xã hội. Ngài là thầy dạy giáo lý và là nhà giảng thuyết thời danh. Ngài còn là một mục tử luôn ân cần trong công tác mục vụ. Ngài trao phó cho viên quản lý trông coi mọi hoa lợi, bổng lộc và quản trị mọi việc trong nhà. Ngài dành riêng cho mình việc mục vụ.
Ngài là một mục tử đẹp lòng Thiên Chúa và cũng là mục tử mà giáo hội mọi thời luôn cần đến. Đức cha Antonino qua đời sau 13 năm làm giám mục, một giám mục gương mẫu. Hơn bao giờ hết, thời đại của chúng ta ngày càng thiếu ơn gọi dâng hiến. Phải chăng là do tinh thần thế tục đang thâm nhiễm? Phải chăng người trẻ chỉ lo hưởng thụ và ít biết khước từ? Phải chăng những người sống đời thánh hiến sống phản chứng, chìm mình trong tục hóa? Hơn lúc nào hết, giáo hội cần có nhiều mục tử nhân lành, thánh thiện, nhiệt thành và dấn thân. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì đã cho giáo hội mỗi ngày vẫn có thêm những vị mục tử nhiệt tâm. Ơn gọi mục tử là hồng ân Chúa trao ban, không chỉ riêng cho các ngài mà còn cho toàn thể giáo hội. Nhưng giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và thử thách, các tôi tớ Chúa vẫn ngập tràn những yếu đuối của kiếp người. Xin Chúa thương tuôn đổ hồng ân, ban thêm sức mạnh và thánh hóa các ngài, để nhờ đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa, các ngài trở nên vị mục tử thánh thiện, nhân hậu, can đảm từ bỏ, can đảm hy sinh khước từ, can đảm dấn bước theo Chúa Giêsu khó nghèo, khiêm nhường hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Mừng vị thánh dịu dàng khiêm hạ, sống khó nghèo bỏ cả bản thân, một đời thanh bạch trong ngần, nói không với hết mọi phần lộc vinh, sống với Chúa trọn vẹn tâm tình, yêu nhân thế hy sinh từ khước. Giêsu ơi, con ao ước sống như ngài, con tìm được an vui. Chuyện kể về tiểu sử chân phước Imelda Lambertini rất ngắn ngủi, thậm chí không có ngày tháng năm sinh. Tuy nhiên, vài dòng ngắn ngủi ấy lại kèm theo nhiều nét thi vị. Imelda có lòng yêu mến thánh thể Chúa ngay từ thời ấu thơ. Chị đã được nhận vào đan viện Valle Peterà gần Bologna như một đan sĩ dòng Đa Minh khi tuổi còn rất trẻ. Trong dòng, mọi người luôn thấy chị kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu thánh thể. Chị tha thiết khao khát say mến và chìm mình trong tình yêu thánh thể. Ngày ấy, ngày chị được gọi về với Chúa, chị khao khát được rước mình thánh Chúa lần cuối. Thế là trước lúc chị qua đời, bánh thánh từ trời ngự xuống và đã được linh mục đón nhận rồi trao cho chị rước lấy trước sự chứng kiến của nhiều người. Tức khắc chị chút hơi thở cuối cùng. Việc tôn kính chân phước Imelda đã được Đức Leo thứ 12 châu phê và Đức Pio 10 đã đặt chân phước Imelda làm bổn mạng và mẫu gương cho các em thiếu nhi rước lễ lần đầu. Thánh Francisco Salesio xác tín: trong thánh thể ta nên một với Thiên Chúa như lương thực nên một với thân xác. Còn thánh Gioan Vianney thì dạy: không rước lễ thì chết khát bên dòng suối. Quả thực, nếu đến bên dòng suối mà bạn chẳng khát, thì dòng suối quả thực không có ý nghĩa cần thiết với bạn. Sự ngọt ngào mát lạnh, bổ dưỡng của dòng nước chẳng là gì cho chính bạn. Vì thế, ta cần tự hỏi, nếu như chính bản thân ta chưa có được lòng khao khát thật
khi đến với bí tích thánh thể, suối nguồn của tình yêu và ân sủng, thì ta hãy thành tâm xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Imeda cho ta được ơn cao cả này. Xét lại bản thân, rất nhiều tâm vô ý khi lãnh nhận mình máu Thánh Chúa. Rất nhiều lần ta kém tin bất xứng. Rất thường khi ta chỉ đón rước Ngài như một nghi lễ bên ngoài hay như thói quen, và rồi sau đó lại bỏ quên Ngài ngay. Vâng, chắc chắn Thiên Chúa tình yêu thấu hiểu sự yếu kém và giới hạn trong con mắt đức tin của ta. Nhưng trong một chừng mực nào đó, Thiên Chúa vẫn cần đến lòng ao ước khao khát của ta, bởi chính lòng khao khát ấy sẽ bù lại cho sự giới hạn của đức tin. Vì thế, mỗi khi đến cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, ta hãy tỏ lòng khao khát và khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối mà thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Giây phút này, ta hãy lắng đọng tâm hồn và hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin Ngài tha thứ vì bao lần ta đã đến với Ngài bằng một thái độ thờ ơ và kém tin. Ta hãy xin cho được lòng khao khát và yêu mến Thánh Thể Chúa như chân phước Imeda. Cùng xin cho được ơn đức tin, ơn biến đổi, hầu luôn xác tín mỗi khi lãnh nhận chính mình Thánh Chúa. Xin mượn lời của Rui Brock để thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa là thức ăn, thức uống của con. Càng ăn, con càng đói. Càng uống, con càng khát. Càng sở hữu, con lại càng ước ao. Chúa ngọt ngào trong cổ họng con hơn cả tảng mật ong, vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời. Lúc nào con cũng thấy đói và ước ao, vì con không sao múc cạn được Chúa. Lạy Chúa, Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài? Con chẳng rõ, vì ở thẳm sâu lòng con cảm thấy cả hai. Chúa đòi con nên một với Ngài. Đòi hỏi đó làm con đau đớn, vì con không muốn từ bỏ những thói quen của con để ngủ yên trong tay Chúa. Con chỉ biết tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa, bởi đó là sự sống đời đời cho con. Amen. Giáo hội là truyền giáo. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, việc thực thi sứ vụ truyền giáo luôn có những khó khăn. Con đường mà Thầy Chí Thánh đã đi, mỗi người chúng ta cũng sẽ phải trải qua mà không loại trừ thập giá. Vì thế, để kiên trì dấn bước với lòng nhiệt huyết thôi thì chưa đủ. Ta còn cần đến nguồn trợ lực từ Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, để giữ cho lòng nhiệt thành truyền giáo luôn sống động, phải vững tin vào Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài đến trợ giúp những yếu đuối của chúng ta. Sự tin tưởng phó thác này cần được nuôi dưỡng, vì thế phải luôn kêu cầu Ngài. Ngài có thể chữa lành những gì làm chúng ta mệt mỏi trong sự dấn thân truyền giáo. Vâng, Chúa Thánh Linh là nguồn sức mạnh kỳ diệu, giúp chúng ta dấn thân không mệt mỏi. Ngài cũng chính là nguồn trợ lực siêu việt, giúp chúng ta có thể khám phá ra sứ mạng ngang qua cuộc đời của Thánh Francisco Conquista. Thánh Francisco Conquista
sinh ngày 12 tháng 5 năm 1812 tại Gombrèni thuộc giáo phận Vicenza, Tây Ban Nha. Ngài là một tu sĩ dòng giảng thuyết. Năm 24 tuổi, người lãnh tác vụ linh mục. Từ đó trở đi, người trở thành một linh mục truyền giáo nhiệt thành theo gương các thánh tông đồ. Người không ngừng đi khắp các thành phố để loan báo tin mừng cứu độ cho hết thảy mọi người. Có thể nói, cuộc đời của Ngài đã làm nổi bật nét đặc sủng của ơn gọi Đa Minh, đó là truyền giáo. Tu sĩ Dami Enber, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã phát biểu trong buổi lễ phong chân phước cho cha Francisco như sau. Cả cuộc sống của cha Francisco được cống hiến cho việc rao giảng lời Chúa. Bước chân người đã in dấu trên những chặng đường sứ vụ ở Catalonia để rao giảng phúc âm trong các làng mạc. Người tu sĩ linh mục nhiệt tâm cho sứ vụ giảng thuyết ấy đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 1875. Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1979. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tôn phong Ngài lên hàng hiển thánh ngày 11 tháng 10 năm 2009. Quả thực, con đường truyền giáo của chân phước Francisco ngập tràn những khó khăn. Thế nhưng ta lại thấy nơi Ngài một sự tiến bước dấn thân không mệt mỏi. Chúng ta tin và khám phá ra rằng Chúa Thánh Linh luôn đồng hành, hướng dẫn và trợ giúp Ngài. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Francisco: Chúa Thánh Thần truyền trao sức mạnh để rao truyền sự mới mẻ của tin mừng một cách can đảm, lớn tiếng, mọi nơi, mọi lúc, dù phải lội ngược dòng. Chắc chắn giáo hội luôn cần và luôn có những nhà truyền giáo hoạt động với các sứ vụ đặc thù. Tuy nhiên, mỗi chúng ta vẫn phải là những tông đồ giáo dân nhiệt thành, vui tươi, quảng đại và can đảm làm chứng tá niềm vui tin mừng. Khi ta mang lấy linh hồn của giáo hội truyền giáo là chính Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha đã chia sẻ: Không có tự do nào lớn hơn khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, khi từ bỏ mọi thứ tính toán kiểm soát. Hãy để Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, định hướng và dẫn chúng ta đến nơi Người muốn. Người biết chúng ta cần gì ngay trong mỗi thời đại và ngay trong giây phút này. Bạn thân mến, chúng ta cùng ngắm nhìn gương truyền giáo của Thánh Francisco Conquista để nhắc nhở chính bản thân về sứ vụ tông đồ mà ta đã được trao ngay từ khi lãnh bí tích rửa tội. Ta hãy cùng Ngài tha thiết dâng lên ngôi ba Thiên Chúa những lời nguyện xin để cả cuộc đời ta được trở nên tông đồ nhiệt thành, mang trong mình linh hồn truyền giáo là chính Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến với chúng con. Xin mang lửa tình yêu của Ngài đốt nóng lên nơi trái tim bé nhỏ hạn hẹp của chúng con ngọn lửa của tình mến, của lòng hăng say nhiệt thành vì Đức Kitô. Xin Ngài luôn là người bạn cùng đồng hành, cùng chia sẻ và trợ giúp chúng con. Xin dạy chúng con luôn biết trân quý và sống tốt tình bạn với Ngài. Amen.
Tục ngữ Việt Nam có câu: trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Quả vậy, cái chết tử đạo của Thánh Phêrô Verona đã để lại tiếng vang trong giáo hội. Những áng văn thơ ngọt ngào, ngập tràn khí chất đanh thép, hào hùng, ca mừng vị anh linh kiên trung. Trong sắc tôn phong hiển thánh cho linh mục Phêrô Verona ghi lại rằng: máu tuôn đổ thành tiếng, lời chứng vang rền điệu kèn, đất thấm máu đào vang tiếng lên. Đây quả là dấu chỉ đích thực của đức tin. Bởi thế, các tầng trời tưng bừng, khắp mặt đất cũng hớn hở. Mẹ giáo hội có đủ lý do sung sướng, đủ nguyên cớ để hân hoan. Hội thánh có dịp hát bài ca mới dâng lên Thiên Chúa, một thánh thi vô tận để ca ngợi. Dân Công giáo có dịp vỗ tay reo mừng đấng tối cao. Cộng đoàn Kitô hữu có dịp dâng lên tạo hóa những thánh ca cung kính, vì một trái phúc ngọt ngào hái từ vườn đức tin, được dâng tiến lên bàn tiệc vua hằng hữu. Từ vườn nho dòng anh em thuyết giáo, trổ sinh một đóa hồng đỏ thắm. Hạt lúa miến gieo vào lòng đất, bị tay vô đạo nghiền tán, đã chết đi nhưng lại trổ sinh bông lúa nặng trĩu. Chùm nho bị nghiền nát trong máy ép lại chảy ra nhiều rượu. Lúa miến được sàng sẩy sạch mọi rơm rác trong sân phơi, lại được chuyển vào kho lẫm Thiên Chúa. Tay anh hùng gan dạ chiếm lĩnh được nước trời, và các thánh nhờ đức tin mà hưởng phúc thiên đàng. Lời ca ngợi vị thánh sống một cuộc đời thánh thiện và can đảm chết oai hùng sẽ vang ngân không dứt. Thánh Phêrô Verona sống vào cuối thế kỷ thứ 12, nước Ý. Tuy cha mẹ thuộc giáo phái Manike, nhưng người đã theo Công giáo ngay khi còn nhỏ. Lúc thiếu thời, người học tại Bologna, và khi nhập dòng giảng thuyết, ngài được chính thánh tổ phụ Đa Minh trao tu phục. Từ đó, noi gương thánh Đa Minh, người chăm lo giảng thuyết và dùng phương pháp đối thoại theo tin mừng để truyền giảng và làm chứng về đấng cứu độ. Được Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực truyền bá và bảo vệ đức tin chân chính. Về cuối đời, người còn nhận thêm chức vụ thanh tra đức tin và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do tông tòa ủy thác. Cả một đời sống cho sứ vụ làm chứng về đức tin và sống trọn vẹn ơn gọi tu trì, người hằng ước mong được chết vì đức tin. Bằng chứng là suốt cuộc đời người xin Chúa đừng để mình ly trần khi chưa uống cạn chén khổ nạn. Người linh mục tu sĩ nhiệt thành ấy đã can đảm rao giảng bằng chính máu tử đạo cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày 6 tháng 4 năm 1252, trên đường từ Cô Ma về Mi Lăng, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích. Ngay lúc đó, người đọc lớn tiếng kinh tin kính và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. Ngày 9 tháng 3 năm 1253, Đức Innocente thứ 4 đã phong người lên bậc hiền thánh. Thánh Phêrô Verona không cần dùng đến những lời lẽ hùng hồn, cũng chẳng cần những lập luận dài dòng. Tuy nhiên, một cái chết anh hùng, một trái tim bao dung quả cảm, lại có sức cảm hóa và thu hút lạ lùng. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16: giáo hội gia tăng không bởi chiêu mộ, nhưng bởi thu hút. Và cũng một tư tưởng ấy, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại trong tông thư gửi những người sống đời thánh hiến rằng: đời sống thánh hiến không gia tăng nếu chúng ta tổ chức những chiến dịch quy mô để cổ vũ ơn gọi, nhưng là nếu những người trẻ gặp gỡ chúng ta,
họ cảm thấy bị thu hút vì họ nhận ra chúng ta hạnh phúc. Cuộc đời Thánh Phêrô Verona khép lại, nhưng hạt mầm đức tin trong giáo hội phát triển. Ơn gọi dòng giảng thuyết gia tăng nhờ đời sống chứng tá anh dũng của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội có những anh chị em quảng đại dấn bước trong ơn gọi thánh hiến. Nhưng giữa bao thách đố của thời đại cùng những yếu đuối trong thân phận con người, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và ban ơn cho họ để họ luôn can đảm từ bỏ và kiên trung làm chứng cho Chúa. Amen. Ngày 25 tháng 5 năm 2015, trên trang mạng loara.com, tác giả Violin đã tổng lược quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco về vai trò và sứ mạng của người nữ trong giáo hội với các đặc điểm sau. Phụ nữ là những người đã khám phá ra ngôi mộ trống của Chúa Kitô buổi sáng sớm phục sinh. Họ là những người trao truyền đức tin ngay từ thời sơ khai của giáo hội cho đến hôm nay. Họ là tạo vật đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Sự hiện diện của họ làm tăng thêm vẻ đẹp cho gia đình, cho xã hội và cho giáo hội. Phải để cho họ có chỗ đứng trong giáo hội, vì với sự thông minh và tài năng khéo léo của phụ nữ, các nữ thần học gia có thể đưa ra những khía cạnh chưa dò tìm được của mầu nhiệm Chúa Kitô. Họ cộng tác với người nam theo một cách có thể thực sự đáp ứng được cho sự sung mãn của con người. Bởi chưng, sự hiện diện của phụ nữ phải mang tính cách huyết mạch và rốt ráo trong các cộng đoàn, để chúng ta có thể thấy có nhiều phụ nữ dấn thân, đảm nhận trách nhiệm trong các công việc mục vụ. Họ truyền trao cho chúng ta khả năng hiểu thế giới với con mắt của sự khác biệt, nghe và thấy sự việc với quả tim sáng tạo hơn, kiên nhẫn hơn và dịu dàng hơn. Quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco đó cũng chính là quan điểm của giáo hội trong suốt bề dày lịch sử, là sự chân nhận của gia đình đa minh thế giới suốt 8 thế kỷ qua, là vấn đề mà các thành viên của dòng giảng thuyết thảo luận trong 2 năm 2012 và 2013. Nhìn về ơn gọi của các nữ đan sĩ và các nữ tu hoạt động trong tinh thần hướng tới dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng giảng thuyết. Hai vị chân phước Diana và Cecilia chúng ta cùng chiêm ngắm trong phút cầu nguyện hôm nay được liệt kê vào lịch sử bề dày 800 năm đó. Họ là những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh như Raimundo, như Anne Monte Buciano, Trerinando, Mane, Giordano Sassonia, Margarita, Jacinto, Seclau. Họ là những người nữ đầu tiên nhiệt thành cộng tác trên hành trình sứ vụ loan truyền lời Chúa cách mới mẻ và đầy sáng tạo của Thánh Đa Minh trong bối cảnh giáo hội và xã hội lúc bấy giờ. Họ là những người tiên phong trong sứ vụ giảng thuyết qua cách sống và sự hy sinh phục vụ của mình. Họ là những người đáp lại lời mời gọi của Thánh Đa Minh, sống đời chiêm niệm để cầu nguyện cho công việc loan giảng tin mừng. Cả hai vị chân phước đều được diễm phúc khấn trong tay Thánh Đa Minh. Cả hai đều góp công sức trong việc hình thành đan viện Thánh Anne và trở thành những đan sĩ tiên khởi của dòng thuyết giáo. Cả hai đều sống vào giai đoạn đầu của dòng, nên chẳng ai còn nhớ ngày tháng năm sinh của họ. Tuy thế, cả hai trong họ là những nhân chứng trung thực
có thể mô tả chân dung vị tổ phụ thuyết giáo, người mà đã có nhiều sáng kiến trong ơn thánh, đưa giáo hội vượt qua sóng gió nguy nan. Cả hai đã cộng tác vào việc phát triển dòng trong giai đoạn tiên khởi bằng lời cầu nguyện, bằng những công khó trong sự dấn thân hy sinh, bằng sự mạo hiểm trong ơn thánh để đem lại bộ mặt mới cho giáo hội. Cả hai vị chân phước đã đi tiên phong dưới ngọn đuốc thuyết giáo của Thánh Đa Minh, rao truyền lời Chúa bằng một cách thế mới. Lạy Chúa, khi mừng hai vị nữ chân phước của dòng thuyết giáo, chúng con nghĩ về vai trò người nữ trong giáo hội và trong dòng chúng con. Chúng con chân thành nguyện cầu cho tất cả những người nữ đang phục vụ trong sứ vụ của dòng thuyết giáo. Chúng con nguyện xin Chúa là nguồn hy vọng khi họ nản lòng, là sự an ủi lúc họ sầu khổ, là nguồn hoan lạc khi họ làm việc, là sức mạnh bảo vệ họ suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin ban ơn để mọi người biết tôn trọng vai trò phụ nữ của họ. Xin cho mọi người biết bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện yêu thương dịu hiền của họ, vì sự nhẫn nại và thông hiểu của họ, vì lòng tốt và độ lượng của họ cho sứ vụ loan báo tin mừng. Có lẽ không ít người trong chúng ta không biết đến Nick Vujic, một người ngay từ bẩm sinh đã thiếu vắng cả tứ chi. Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần cũng như thể xác để đối mặt với khuyết tật của mình. Năm 15 tuổi, khi đọc câu chuyện người đàn ông mù ngồi bên vệ đường trong sách Phúc Âm, Nick đã nhận ra rằng: "Tôi không phải là một phận người bị trừng phạt. Tôi là sự sáng tạo đặc biệt để Chúa hiển lộ công việc của người qua tôi." Sau này khi lớn lên, anh cho mọi người thấy khuyết tật của anh đã giúp anh mang thông điệp hy vọng đến với hàng triệu con người tại nhiều quốc gia. Anh nói: "Với mỗi khuyết tật mà bạn có, bạn được ban dư thừa những khả năng để vượt qua các thử thách của bạn. Quả vậy, những thách thức trong cuộc sống sẽ làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta. Chúng không phải để vùi dập chúng ta." Hình ảnh Nick cho chúng ta thấy, việc Chúa chọn người phục vụ cho Chúa thật lạ lùng. Chân phước Gioan Đa Minh thuộc dòng thuyết giáo mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Gioan Đa Minh sinh tại Firenze năm 1356 trong một gia đình túng nghèo, giữa bối cảnh giáo hội đang rối ren trước cuộc đại ly giáo Tây Phương. Cá nhân cậu lại còn bị tật nói lắp bẩm sinh. Tất cả xem ra không mấy thuận lợi đối với cậu. Gioan Đa Minh hết sức do dự vì khiếm khuyết bản thân qua tật nói lắp này. Tuy nhiên, Chúa lại làm điều ngược lại nơi cậu. Người chọn cậu vào dòng giảng thuyết, đoàn sủng của dòng đã khiến cậu nỗ lực hết sức để sửa khiếm khuyết. Cùng với lòng cậy trông không ngơi nghỉ, Gioan Đa Minh đã không phải thất vọng. Thiên Chúa đã ban cho Ngài đặc sủng giảng thuyết và khả năng văn chương. Ngài trở thành nhà thần học nổi tiếng, có sức lay động những tâm hồn chai đá, uốn nắn người lệch lạc, quy tụ các thính giả, huấn luyện nhiều tín hữu, đưa những người lạc thuyết trở về. Ngài trở thành giám mục và đã được đại diện giáo hoàng lên tiếng trong hồng y đoàn tại công đồng Pisa. Ngài khuyến khích hòa bình và khuyên Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 12 từ nhiệm để đưa lại sự hiệp nhất toàn vẹn cho giáo hội.
Như Gioan Đa Minh, chúng ta đừng thất vọng khi thấy mình có khiếm khuyết thể xác hoặc khuyết điểm tinh thần. Vì Thiên Chúa đã dùng chính những khiếm khuyết của ta để làm vinh danh Chúa. Cảm nghiệm sâu xa điều này, ta tự hỏi: tại sao ta không vui, không tạ ơn, không lấy làm vừa lòng và trách móc Chúa hoặc kêu ca những người thân thuộc của ta khi ta mang khuyết điểm? Tại sao ta nhìn khuyết điểm của người khác cách soi mói? Tại sao ta ưa bàn tán về khuyết điểm của ai đó? Tại sao có những người mẹ không vui khi cưu mang một bào thai mà khoa học cho rằng thai nhi ấy có dị tật ngay trong lòng dạ? Tại sao ta ấm ức vì gia đình, vì cộng đoàn giáo xứ, vì môi trường sống và làm việc của ta có một nhân vật nào đó chưa hoàn thiện, không vừa mắt ta? Hãy nhìn vào Nick Vujic để an vui. Hãy nhìn Gioan Đa Minh để kiên nhẫn đón nhận và cùng với Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, đã có lúc trong cuộc đời con suy sụp vì những yếu đuối khiếm khuyết của con, khiếm khuyết về thể xác. Thiên Chúa vẫn không ngừng đi vào lịch sử cuộc đời của mỗi người chúng ta để cùng ta viết nên những giai khúc tuyệt diệu. Những cung điệu tình yêu tuyệt vời ấy có thể được chôn sâu trong cõi lòng, nhưng cũng có thể được diễn tả trong những trang nhật ký. Theo dòng lịch sử giáo hội, lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta bị thu hút bởi cung điệu tình yêu ấy ngang qua các trang nhật ký của các thánh, như tự thuật của Thánh Augustino, đối thoại của Thánh Catarina, lâu đài nội tâm của Thánh Teresa Avila, một tâm hồn của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, nhật ký tâm hồn của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Và hôm nay, trong bối cảnh dòng Đa Minh mừng 800 năm thành lập, chúng ta cùng chiêm nghiệm những cung điệu tình yêu ấy trong nhật ký tâm linh của chân phước Margarita Ebne, một đan sĩ dòng Đa Minh. Chân phước Margarita Ebne là một nữ đan sĩ thuộc đan viện Donawood ở Bavie. Chị là một nhân vật tiêu biểu cho phong trào thần bí rất sống động trong 74 đan viện của dòng Đa Minh ở nước Đức vào thế kỷ thứ 14. Từ năm 1349, chị bắt đầu viết nhật ký tâm linh. Chị ghi lại cuộc đổi đời đưa chị đạt đến đỉnh cao của sự hiệp nhất, được diễn tả bằng cuộc hôn nhân thiêng liêng giữa chị với Thiên Chúa. Chính sự cảm nhận sâu xa tình yêu với Thiên Chúa đã là nguồn dinh dưỡng cho cuộc đời tâm linh của chị. Cuộc hành trình của chân phước Margarita Ebne tựa như một bản nhạc khiến cho triều thần Thiên Quốc cùng bao thế hệ nhân thế phải say mê. Thiên Chúa vẫn luôn là một nhà soạn nhạc vĩ đại, vẫn không ngừng viết nên những tình khúc trong tâm hồn con người. Hôm nay, Ngài cũng đang mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài để cùng viết nên một thiên tình sử. Mỗi người là một tác phẩm riêng biệt mà Chúa dẫn dắt theo những lối đi riêng. Điều Ngài mong ước là chúng ta dám buông mình cho Chúa hướng dẫn chúng ta trong chính hoàn cảnh và con người hiện tại của mình không? Chân phước Margarita đã cảm nghiệm thật sâu sắc tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Ngài cuộn mình trong lâu đài nội tâm và ở đó chỉ một mình Ngài với Thiên Chúa như phu quân với hiền thê trong loan phòng. Ở đó Ngài cầu nguyện mật thiết với Chúa. Ngài kinh qua những niềm vui, sự bình an, nỗi niềm khắc khoải, sự thỏa mãn cũng như nỗi thất vọng, sự trống vắng cũng như sự vươn lên tiến gần hơn tới Thiên Chúa.
Ở đó Ngài nghe thấy tiếng Chúa một cách thân mật hơn, để rồi Ngài sẽ thấy rõ hơn những gì đáng được xem là ưu điểm cho cuộc sống của mình. Rồi Ngài để cho Thiên Chúa một lần nữa xáo trộn đời sống của Ngài bằng sự đổi mới toàn diện. Ở đó Ngài củng cố cách cầu nguyện để cùng chết với Chúa Kitô và cùng sống lại với Ngài trong cuộc sống mới. Ở đó Ngài làm cuộc lột xác con người mình qua nhiều thử thách khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài, để thấy mình giống Chúa mỗi ngày một hơn. Và cuối cùng, cũng chính ở lâu đài nội tâm, Ngài được diện kiến Chúa Ba Ngôi và một thị kiến về Chúa Giêsu đang hướng dẫn cuộc hành trình nội tâm này đi tới hồi kết. Ước gì chúng ta cũng viết nên những trang nhật ký đời mình, trang nhật ký tình yêu chỉ riêng một mình ta với Chúa. Ở đó Chúa thanh luyện và biến đổi ta, ở đó ta say yêu và chỉ tìm kiếm một mình Ngài. Lạy Chúa, khi đọc lại trang sử cuộc đời của chân phước Margarita Ebne, con thật là ngưỡng mộ và ước ao đỉnh cao mà Ngài đã đạt tới. Song con cũng thấy mình thật quá bé nhỏ tầm thường. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, con ngỡ ngàng nhận ra dấu ấn tình yêu của Chúa để lại trên cuộc đời của con cũng thật quá sâu đậm. Hóa ra Chúa cũng đang dẫn dắt con đi trên một hành trình tâm linh rất riêng của mình. Con nhận ra cuộc đời con nên cao đẹp không phải vì đạt được vinh quang hay đỉnh cao mà mình mong ước, nhưng là dám buông mình cho thánh ý của Chúa. Đó chính là lúc con đang đặt chân đến đỉnh cao. Nhờ lời chuyển cầu của chân phước Margarita Ebne, xin cho con càng cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa mỗi ngày một hơn, và cũng bắt chước Ngài, dám phó thác mình cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nếu các sách Tin Mừng tả lại hình ảnh cái đầu của Gioan Tẩy Giả được đặt trên đĩa trong một buổi tiệc sinh nhật là do sự thù ghét của Herodia, sự trác táng của Herode, sự công chính can đảm nói sự thật của Gioan Tẩy Giả, thì trong cuộc tử đạo của thầy Phanxicô Triều, hình ảnh cái đầu đẫm máu của thầy được Đức Cha Henare Minh nhận lấy và nâng cao trên đôi tay của Ngài như một lễ dâng cao quý, là do đức tin mạnh mẽ của hai thầy trò, là do tình yêu và ước vọng được thuộc chọn về Chúa của chứng nhân anh hùng Phanxicô Triều. Để rồi vài phút sau đó, Đức Cha cũng dâng cùng một lễ dâng như thế. Cái chết đã chiến thắng, chân lý là sức mạnh vô song. Trước mắt ta như thấy Gioan Tẩy Giả thua cuộc, các vị tự đạo thua cuộc, những người hết lòng đi theo Chúa thua cuộc. Nhưng không, trong Thiên Chúa, cái chết nhục hình là vinh quang chiến thắng của người có đức tin mạnh mẽ. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là cái chết của người dám làm chứng cho sự thật. Cái chết của Phanxicô Triều là cái chết của người hy sinh vì tình yêu. Cái chết từng ngày của mỗi người chúng ta là chết đi cho chính mình trong vinh quang Thiên Chúa. Trong cuộc sống, đã có lần nào ta chịu nhục, chịu thua, chịu thiệt thòi mà trong lòng ta cảm thấy vui vì mình đang chiến thắng? Trong cuộc sống, đã có bao giờ ta dám đứng về phía chân lý, dám đứng về phía không phải đám đông thế lực vì muốn bảo vệ sức mạnh chân lý? Chúng ta có dám can đảm khước từ sức mạnh đám đông, khước từ sức mạnh quyền lực, có dám hiên ngang dựa vào sức mạnh của Chúa? Trong cuộc sống, có khi nào chúng ta can đảm nhìn người thân yêu ngẩng cao đầu chứng minh đức tin rồi bị thiệt thòi mà lòng ta cảm thấy hân hoan?
Những hình ảnh và những câu hỏi trong cuộc sống ấy đã được trả lời qua cuộc đời thầy Francisco Đỗ Văn Triệu. Thầy Francisco Đỗ Văn Triệu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Cậu Triệu đi tu từ hồi niên thiếu và được đào tạo thành thầy giảng của giáo phận. Thầy Triệu sống đạo hạnh, có tinh thần kỷ luật cao nên được các vị hữu trách tín cần. Thầy xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và trở thành cộng sự viên thân tín của Đức cha Henare Minh. Như Thánh Đa Minh, bận tâm lớn nhất của thầy Triệu là phần rỗi các linh hồn. Thầy gặp gỡ chia sẻ với người cần hướng dẫn thiêng liêng. Thầy khuyên nhủ người yếu tin. Thầy xin lễ cầu nguyện cho những người vì ngăn trở mà thầy không gặp gỡ được. Thầy nhiệt tình không bỏ lỡ một dịp nào có thể mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Nhiệt tình với sứ mạng truyền giáo trong giai đoạn khó khăn, thầy bị bắt và bị hành khổ. Dù bị những ngọn roi tàn bạo, thầy Triệu luôn chứng minh tình yêu. Thầy không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Với những lời lẽ giản đơn, thầy nói với mọi người: Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự, người ta phải thờ lạy kính mến Ngài. Vì thế tôi không dám bước qua thánh giá, chắc chắn tôi không làm được điều đó. Khi quân lính dẫn thầy ra công đường, quan đọc bản án, thầy Triệu bình tĩnh nói: Khi quan lớn nằm nghỉ, quan có bằng lòng để cho người con của quan đạp lên không? Phương chi, Đức Chúa Trời là Chúa Trời đất, mọi người phải kính thờ, thì làm sao tôi dám bước qua ảnh của người? Trước lời nói đầy can đảm của thầy, quan nổi giận và cho thầy là sắc láo. Thầy đã bị chém đầu. Lạy Chúa, xin cho con nhớ đến Chúa trong mọi phút giây của cuộc đời con. Lúc khó khăn thử thách, lúc cô đơn héo hắt, lúc cám dỗ bất trung, khi hạnh phúc tràn ngập, khi thành công vơi đầy, khi vinh quang chiến thắng hay khi bị bách hại đầu rơi. Xin cho con luôn nhớ đến Chúa. Vì lạy Chúa, khi con nhớ đến Ngài từng phút giây, con sẽ can đảm sống cho Ngài từng giây phút. Xin Ngài ở bên con và làm cho con nên của lễ đẹp lòng Ngài. Hầu hết những người sống đời thánh hiến đều cảm nhận được sự hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất từ gia đình. Có lẽ hình ảnh đẹp và đáng ghi nhớ nơi cuộc đời Thánh Đa Minh Henare Minh đó là khi cha thi hành sứ vụ truyền giáo tại Việt Nam trong giai đoạn bách hại đạo gay gắt nhất. Cha đã soạn một lời kinh đơn sơ để gửi về cho đứa cháu 5 tuổi nơi quê nhà. Xin cháu cầu nguyện cho cha. Lời kinh đơn sơ như sau: Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền là cha của lòng con. Xin Chúa vì cuộc tử nạn thánh, vì công nghiệp và lời Đức Mẹ truyền cầu, xin đoái thương đến bác của con là Đức Giám Mục Đa Minh. Xin gìn giữ bác khỏi mọi sự dữ. Xin cho bác yêu Chúa thiết tha, trung thành phục vụ Chúa suốt cuộc đời. Và nếu cần để tôn vinh và làm hiển danh Chúa hơn, xin cho bác được phúc đổ máu mình và hiến dâng mạng sống cho tình yêu Chúa để làm chứng cho đức tin. Amen. Cô cháu bé đã dâng lời nguyện đó hàng ngày, dù em biết rất ít về bác của mình. Chúa đã nhận lời khẩn xin tha thiết của hai bác cháu tại hai phương trời xa xăm, hậu phương và tiền tuyến. Đa Minh Henare sinh ngày 19 tháng 12
năm 1765 tại làng Baena, giáo phận Cordoba, Tây Ban Nha. Năm 16 tuổi, Henare xin tu dòng Đa Minh ở tỉnh Granada. Năm 18 tuổi, cậu được lãnh tu phục. Một năm sau, cậu được tuyên khấn. Cuối năm chiết đầu tiên, thầy Đa Minh Henare xin phép chuyển qua tỉnh dòng Rất Thánh Mân Khôi, Philippines để được đi truyền giáo ở Việt Nam. Thầy đã được toại nguyện. Tại Manila, thầy Henare vừa tiếp tục học thần học, vừa dạy văn chương cho học sinh trường San Tomas. Năm 24 tuổi, thầy được thụ phong linh mục và được gửi đi truyền giáo tại Bắc Việt. Cha đã được trao phó việc coi sóc chủng viện Tiên Chu. Trong nhiều năm, cha kiên trì dạy các chủng sinh học tiếng Latin và giúp họ rèn luyện các nhân đức. Cha được tỉnh dòng ủy nhiệm làm bề trên các cha dòng Đa Minh tại Việt Nam lúc bấy giờ. Sau 13 năm truyền giáo, cha Henare Minh được tấn phong giám mục, khởi đầu một giai đoạn phục vụ trong bình an kéo dài hơn 20 năm. Với tinh thần phục vụ cao, Đức Cha Minh thường chọn cho mình những họ đạo xa nơi rừng sâu nước độc. Linh mục Hemosila Vọng đã viết về Đức Cha Minh như sau: Đức Cha là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là vị mục tử nhiệt tâm, không hề mỏi mệt vì ơn cứu độ các linh hồn, và là đấng khao khát mãnh liệt phúc từ đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách nhiệm đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng. Ngài có lòng đạo đức trồi vượt, biểu lộ qua việc cầu nguyện không ngừng, đồng thời siêng năng nghiên cứu các giáo phụ. Ngài sống nghèo khó tin mừng thực sự, và như một người cha hiền diệu, Ngài quảng đại với những người xấu số. Đó là những nhân đức chính mà Ngài luôn nêu gương. Sứ vụ truyền giáo tưởng chừng như bình an, hoan lạc. Thế nhưng, không lâu sau đó, giữa cơn bách hại của vua Cảnh Thịnh, các quan quân được lệnh lùng bắt các giáo sĩ. Một giáo dân đã lừa cho Đức Cha trú ẩn và tố giác Đức Cha. Đức Cha đã bị bắt khi trú ngụ tại nhà giáo dân ấy. Quan quân nhốt Đức Cha vào củi. Trước khi khởi hành ra pháp trường, nhiều binh sĩ đã chót nhát sợ đạp lên thánh giá, đến quỳ khóc lóc trước củi, xin Đức Cha cầu nguyện và tha thứ. Đức Cha nhân ái an ủi họ và giúp họ thống hối đền tội. Trên đường ra pháp trường, Đức Cha Minh ở trong củi với nét mặt hân hoan, miệng thầm thỉ nguyện kinh và giơ tay ban phép lành cho các tín hữu đang khóc thương đứng ở hai bên đường. Hôm đó là ngày 26 tháng 6 năm 1838. Thiên Chúa đã gọi Đức Cha Henare Minh về trời lãnh ngành thiên tuế từ đạo, chấm dứt 73 năm trên dương thế với 43 năm phục vụ tại Việt Nam, 38 năm giám mục. Lạy Chúa, như Thánh Teresa Hài Đồng, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết cộng tác vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội bằng tấm lòng thiết tha cầu nguyện qua những lời kinh đơn sơ và sự hy sinh chân thành trong từng ngày sống của chúng con. Amen. Trong cuộc đời mỗi người, những lầm lỗi thiếu sót cách này cách khác là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là mỗi lần yếu đuối, ta có can đảm đứng lên, can đảm sửa lỗi hay không? Trên bức họa của Michelangelo vẽ Thánh Phêrô, nếu nhìn kỹ,
người ta thấy khuôn mặt của Thánh Phêrô có những rãnh sâu. Có người hỏi Michelangelo, tại sao ông vẽ Thánh Phêrô với những rãnh sâu trên khuôn mặt? Nhà danh họa trả lời, vì Ngài khóc lóc thảm thiết sau khi chối Chúa 3 lần, đến nỗi nước mắt tạo nên những rãnh sâu trên mặt Ngài. Gương mặt của Phêrô chắc hẳn cũng chính là gương mặt của từng người chúng ta với những yếu đuối sa ngã và những giọt nước mắt ân phúc. Gương mặt ấy làm chúng ta nhớ lại gương mặt Thánh Tô-ma Toán từ đạo Việt Nam, Giáo hội mừng kính ngày 27 tháng 6. Thầy Tô-ma Toán sinh năm 1764 tại làng Cần Phán, tỉnh Thái Bình. Thầy vừa là hội viên dòng Ba Đa Minh, vừa là thầy giảng có uy tín làm nhiệm vụ truyền giáo ở Trung Linh. Nhà dòng giao cho thầy chức vụ phụ tá quản lý. Vài dòng ngắn ngủi của cuộc đời thầy Tô-ma Toán, thế là hết. Người đời biết đến thầy nhiều hơn, có lẽ qua 2 lần thầy chối đạo. Lần chối đạo thứ nhất là khi thầy Tô-ma Toán bị hành khổ tra tấn suốt 1 tháng trời. Sau 1 tháng, thầy trở nên nhát sợ, thầy chối đạo rồi bước qua thánh giá. Sau khi chối đạo, thầy được trả về. Sợ thầy Toán hối cải trở lại đạo, quan bắt 2 người chối đạo khác đến xúi giục thầy Toán không được trở lại đạo và dọa nếu 2 người không thành công sẽ giết. Những người này năn nỉ khóc lóc xin thầy thương họ, kẻo họ phải chết. Cùng những lời năn nỉ, họ nói nhiều lời phạm đến Chúa và Đức Mẹ suốt 2 ngày liền. Đau lòng trước lời lẽ của họ, thầy Toán lại 1 lần nữa bước qua thánh giá. Sau lần chối đạo thứ 2, thầy ăn năn và khóc lóc thảm thiết nhiều ngày. Thấy thầy hối lỗi trở lại đạo, quan tiếp tục cho tra tấn đánh đập thầy. Sau 1 trận đòn tưởng chết, quân lính lôi thầy bước qua thánh giá. Lần này thầy vùng dậy, quỳ phục xuống, đọc kinh ăn năn tội. Quan giận dữ tống giam thầy, bắt thầy nhịn đói, nhịn khát và cho lính muốn bày trò hành khổ gì tùy ý. Thế là lính lột trần thầy, đem thầy phơi nắng phơi sương, bứt tóc, giựt râu, không cho ăn ròng rã 13 ngày. Tuy nhiên, thầy già 76 tuổi đã vững tin sau 2 lần yếu đuối. Thầy quyết tâm không chối Chúa nữa. Thấy không lay chuyển được thầy, quan tức tối tống giam thầy và bắt thầy nhịn đói thêm 5 ngày nữa cho đến khi thầy chết rũ tù. Qua mẫu gương của Thánh Tô-ma Toán, nhìn lại cuộc sống của mình tôi tự hỏi, mỗi lần tôi phạm tội, tôi có khiêm tốn để chạy đến với Chúa và khóc dưới chân Người không? Tôi có biết rõ về lòng thương xót Chúa dành cho tôi khi tôi yếu đuối không? Tôi có nhận ra ơn tha thứ Chúa dành cho tôi để quay về không? Tôi có can đảm vững tin khi chịu thử thách từ tháng này qua tháng kia không? Tôi có chịu đựng được nhục nhã, đói mệt vì danh Chúa nhiều ngày không? Có lẽ một nhát gươm để hy sinh từ đạo thì dễ hơn là ngày ngày bị lột trần phơi nắng phơi sương, bị bỏ đói cho đến chết. Cuộc sống với những hy sinh âm thầm hàng ngày vì danh Chúa, đó chính là ân phúc lớn lao cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, con xin Chúa dắt dìu con, vì con đã yếu đuối, đã có những ngày tội lỗi ngã xa và mắc phải nhiều sai lầm tệ hại. Con đã không đủ sức mạnh để chiến đấu với những cám dỗ. Tình yêu của con dành cho Chúa chưa đủ lớn để con có thể lướt thắng những cạm bẫy nhỏ nhen. Nhưng lạy Chúa,
cho dẫu con có nhiều khiếm khuyết, con vẫn biết rằng Chúa không bỏ rơi con. Con biết rằng trong mắt Chúa, con thật đặc biệt và quan trọng, vì Chúa đã hiến tế mạng sống để cứu độ và giải thoát con. Xin cho con biết thưa lên rằng, lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Bạn thân mến, chẳng phải ai trong chúng ta cũng muốn được nghe sự thật, biết sự thật và được đối xử chân thật sao? Thế mà xã hội ngày hôm nay lại ngập tràn những điều giả dối và chuyện lừa đảo. Vậy những điều dối trá kia từ đâu mà tới? Có phải người khác làm ta chịu, hoặc người khác chịu do ta làm không? Sống sự thật là sống như Đức Kitô, lối sống mà chẳng mấy ai chọn, nhưng đó lại là lựa chọn mà Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến khi xưa đã minh chứng bằng máu đức tin và tình yêu kiên trung của mình với Thiên Chúa. Tôi là thầy cả chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa. Tôi sẵn sàng chịu chết vì lẽ đó, chứ không nói dối để được sống. Cha Vinh Sơn Đỗ Yến sống vào thời Hậu Lê, thời kỳ bắt đạo gay gắt. Chào đời năm 1764 tại Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Ngay từ thời niên thiếu, Ngài đã đáp lời Chúa gọi, sống đời tu trì theo linh đạo Đa Minh. Đời tu đã giúp Ngài sống kết hợp mật thiết với Chúa, trở nên người tông đồ truyền giáo nhiệt thành, trở nên chứng nhân sáng ngời về đời sống thánh thiện nhân đức. Dưới triều Gia Long, vào đầu thời Minh Mạng, cha Vinh Sơn Đỗ Yến thi hành sứ mệnh tông đồ trong bầu khí xã hội rất bất an. Sau nhiều năm ẩn trốn, cuối cùng cha cũng đã bị bắt. Vị quan tuần phủ có lòng nhân hậu, muốn tỏ ra khoan hồng, đã khuyên cha tự nhận là lang y để được phóng thích. Nhưng cha cương quyết, tôi không phải là thầy lang, tôi là thầy cả chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa. Tôi sẵn sàng chịu chết vì lẽ đó, chứ không nói dối để được sống. Câu nói của cha đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta đang ở giữa một thế giới mà ai ai cũng muốn được sống trong sự thật, nhưng thế giới ấy lại đầy rẫy sự giả dối man trá. Nào là bằng giả, thức ăn giả, thuốc giả, từ thiện giả, ngay cả người khoác áo tu cũng có khi có người giả. Giả để được lợi nhuận, giả để được vinh quang, giả để được lợi riêng cho mình. Người ta lao mình vào trong thế giới ấy và bị chính cái giả dối ấy làm cho cuộc sống thêm cay đắng hơn. Nào là bệnh tật, nào là bất tín bất trung, nào là lừa đảo. Mẫu gương sống của cha Vinh Sơn Đỗ Yến đã trở nên một nghịch lý với con người hôm nay. Vì một chút lợi ích riêng, người ta có thể nói dối. Việc sống giả dối như một thói quen, một cách thế xem ra là phải như thế. Cha Vinh Sơn Đỗ Yến đã chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ sự thật, để môi miệng không thốt ra dù chỉ một lời nói dối. Ngày 30 tháng 6 năm 1838, cha Vinh Sơn Đỗ Yến đã can trường lãnh bản án trảm quyết như một nhân chứng anh dũng bảo vệ sự thật, bảo vệ lối sống thật, phản đối những con người nói dối để được sống, để được lợi nhuận. Quả vậy, sống trung thực rất quan trọng, bởi vì sống sự thật
làm cho đời sống trở nên cao trọng và có ý nghĩa hơn, đẹp hơn. Nếu khi xưa Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến đã đổ máu để làm chứng cho sự thật rằng Ngài là Kitô hữu, thì có lẽ ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng được mời gọi can đảm nói lên căn tính là môn đệ Chúa Kitô bằng cách nói thật, sống thật và bảo vệ sự thật. Lạy Chúa, chọn sống nghịch lý giữa những nghịch lý của cuộc đời quả là điều thách đố. Đã bao lần chúng con vì một chút lợi lộc, vì sự ích kỷ cho riêng mình mà bắt tay với sự giả dối hoặc nói những điều trái với sự thật. Lạy Chúa, Chúa biết rõ nếu không có ơn Chúa giúp, chúng con sẽ không thể xa tránh được những cám dỗ của cuộc đời và cũng không thể thắng vượt được chính mình. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, xin cho chúng con được luôn bước đi dưới ánh sáng của lời Chúa trên con đường chân lý, và mỗi ngày xin Chúa ban ơn trợ giúp để trong từng biến cố, từng hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm từ bỏ những lợi ích chóng qua mà sống đúng với căn tính của người Kitô hữu là sống cho sự thật. Amen. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển sinh năm 1775 tại làng Ninh Cường, tỉnh Nam Định. Lớn lên, cậu Giuse Uyển xin được gia nhập vào chủng viện Tiên Chu. Cậu được huấn luyện trở thành thầy giảng và theo lời khuyên của Đức Cha Henare Minh, thầy gia nhập dòng Ba Đa Minh. Thầy sống đạo đức, gương mẫu, trung thành giữ kỷ luật dòng Ba Đa Minh và tinh thần nhiệt thành tông đồ với tấm lòng luôn vững tin vào Chúa. Ngày 29 tháng 5 năm 1838, quan quân đến vây giáo xứ Tiên Chu và tìm cách bắt Đức Cha. Thầy Giuse Nguyễn Đình Uyển cũng bị bắt trong dịp này. Trong nhiều cuộc điều tra hành hình, quan luôn bắt thầy bước qua thánh giá, nhưng thầy nhất mực từ chối. Một lần kia, sau nhiều ngày bị đánh đòn, bị bỏ đói, thầy bệnh rũ liệt gần chết. Quan nhờ người chữa cho thầy tỉnh lại, rồi lại đánh đòn và lại bắt thầy bước qua thánh giá. Thầy vẫn một mực cương quyết từ chối. Quan quát lên, chỉ một bước là sống, sao ông không chịu? Thế rồi, quan truyền cho lính dùng sức mạnh lôi thầy bước qua thánh giá. Nhưng thầy ngồi bệt xuống đất, bốn người lính dùng sức mạnh khiêng thầy qua thánh giá. Thầy co gập chân để khỏi chạm thánh giá cách bất xứng. Và thầy cầu nguyện xin Chúa giúp sức. Sau đó thầy bị bỏ đói, bị tra tấn và chết trong tù ngày mùng 4 tháng 7 năm 1838. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong thầy lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Gioan Paulo II tôn phong chân phước Giuse Nguyễn Đình Uyển lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Câu nói, chỉ một bước là sống sao ông không chịu của quan tòa nói với Thánh Giuse Uyển đáng cho chúng ta suy nghĩ. Trong cuộc sống thường ngày, ranh giới giữa sự sống và cái chết, ranh giới giữa thắng và bại, giữa tội lụy và chiến thắng tội lụy, giữa sự giữ và việc vượt qua sự giữ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa được và mất,
đôi khi chỉ là một khoảng cách rất ngắn, chỉ một bước thôi. Nơi cái ranh giới ấy, có những lúc khoảnh khắc chỉ có một vài giây, một vài phút, khiến cho con người chúng ta không kịp chọn lựa, không kịp phân định và khó có thể sáng suốt. Câu trả lời của Thánh Giuse Uyển với quan tòa đã chứng minh tình trạng ân sủng và đức tin mạnh mẽ của Ngài. Và gương của Thánh Giuse Uyển đã cho mỗi người trong chúng ta bài học. Để nhận diện ranh giới giữa thiện và ác, giữa bóng tối, tội lỗi và sự sáng, chúng ta nhất định không chiều theo sự xấu. Hơn nữa, chúng ta cũng phải nhận định rõ ràng về giá trị đích thực của cuộc sống và đích nhắm cuối cùng của đời người. Thánh Giuse Uyển đã thà hy sinh mạng sống chứ không làm ô danh Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô để cảm nghiệm và ca ngợi gương anh dũng của Thánh Giuse Uyển. Tôi nhắc lại cho anh chị em điều tôi đã nói. Giá trị căn bản của giáo hội nằm ở chỗ sống tin mừng và làm chứng cho đức tin. Cùng với Thánh Giuse Uyển, chúng ta nhìn lại mình để sám hối. Đã có những lúc chúng ta yếu hèn không vượt thắng chính mình. Đã có những lúc chúng ta chiều theo điều ác và sự xấu vì chúng ta kém lòng tin. Đã có những lúc chúng ta tìm hư danh cho mình hơn là tìm vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta cúi đầu xin Chúa thứ tha và cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban sức mạnh của Chúa cho Thánh Giuse Uyển để Ngài làm chứng cho Chúa trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Xin Chúa nâng đỡ phận người yếu hèn của chúng con, để chúng con dám sống cho Chúa và dám chết cho tình yêu của Ngài. Xin Thánh Giuse Uyển cầu cho chúng con biết can đảm chọn lựa dứt khoát trước những đòi hỏi của đời sống chứng tá bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà Thánh Giuse Uyển đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên đất nước Việt Nam chúng con. Ước gì sự chọn lựa của Thánh Giuse Uyển cũng hướng dẫn chúng con biết chọn lựa chính Chúa trước hết và trên hết. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, thế giới xôn xao bất bình và lo sợ về sự khủng bố của những tín đồ Hồi giáo cực đoan. Những vụ sát hại các Kitô hữu liên tiếp xảy ra ở khắp nơi, không loại trừ bất cứ đối tượng nào. Tình trạng này cũng đã từng xảy ra với giáo hội cách nay khoảng 5 thế kỷ. Tại Bỉ, Hà Lan và miền Tây Đức, giáo phái Calvin đã bách hại đạo Công giáo khốc liệt, nhiều tín hữu đã mất đức tin. Trước nguy hại to lớn này, giáo hội đã xuất hiện một Gioan Colonia như một bậc anh hùng đức tin. Ngài được ca ngợi như vận động viên tuyệt vời của Chúa Kitô. Thánh Gioan Colonia sinh tại Đức vào nửa đầu thế kỷ thứ 16. Ngài là một linh mục dòng Đa Minh. Nhận thấy tình trạng giáo hội ở Hà Lan bị bách hại tàn khốc, cha Gioan đã khẩn khoản xin được sang phục vụ tại đó. Như lòng ước nguyện, cha đã được sai đến phục vụ tại xứ Honarie, một làng thuộc Hà Lan. Tại đây, cha hết lòng lo cho đời sống đức tin của các tín hữu.
cha Gioan đã trở nên một chứng nhân anh dũng, đã lấy chính mạng sống để bảo vệ đức tin. Khi bị bắt phải chối bỏ niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và buộc phải chối bỏ giáo quyền của Đức Giáo Hoàng, cha Gioan và các đồng bạn đã kiên quyết giữ vững chân lý đức tin Công giáo. Vì thế, ngày 9 tháng 7 năm 1572, cha đã bị giáo phái can vanh treo đầu ở bên ngoài tường lũy Brienne, Mosam, miền Nam Hà Lan, còn thi hài thì bị chặt ra từng mảnh. Ngày 24 tháng 11 năm 1675, Đức Clemente thứ 10 đã long trọng phong chân phước cho ngài. Và ngày 26 tháng 9 năm 1876, Đức Pio thứ 9 tôn phong ngài lên bậc hiền thánh. Trải dài trong lịch sử cho đến hôm nay, vẫn còn đó những Kitô hữu bị bách hại, sống theo chân lý, bảo vệ sự thật và tin vào Đức Kitô luôn đòi hỏi ta phải can đảm, xác tín và dám đón nhận những chống đối, bắt bớ. Bởi lẽ đó là điều luôn còn và luôn có đối với những ai theo Đức Kitô. Nhà nước Hồi giáo IS vẫn lớn mạnh từng ngày và mạng sống của các anh chị em Công giáo tại một số nơi trên thế giới vẫn đang bị đe dọa. Chúng ta đau lòng trước tình cảnh hiểm nghèo của anh chị em mình. Tuy nhiên, đây không phải là lúc chúng ta đặt vấn đề để chất vấn Thiên Chúa. Có lẽ đây là cơ hội để mỗi người chúng ta sống đức tin như lời chứng của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng mọi cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ được lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Trong mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các anh chị em Kitô hữu đang phải đối mặt với những đe dọa, được ơn can đảm để sống đức tin và làm chứng cho Chúa Kitô, cùng dâng lên Chúa những bông hoa đỏ thắm của lòng can đảm, của đức tin kiên vững, đã trung thành làm chứng cho Chúa bằng máu từ đạo. Đó cũng là những mẫu gương nhắc nhở mỗi người chúng ta phải can đảm sống sự thật, sống chứng tá tin mừng mỗi ngày. Bên cạnh đó, sứ mạng của người Kitô hữu còn mời gọi ta phải cầu nguyện cho cả những tín đồ Hồi giáo cực đoan, vì tình yêu mời gọi ta biến hận thù, ghen ghét thành yêu thương tha thứ, biến những nguy nan khốn khó thành lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, những con người còn mang đầy yếu đuối, sợ hãi, đang phải bước đi giữa cuộc đời đầy nguy nan, gian khó và bách hại. Chúa đã ban cho giáo hội có rất nhiều những mẫu gương từ đạo để làm chứng cho đức tin như Thánh Gioan Colonia, thì xin cũng nâng đỡ đức tin và thêm lòng trông cậy cho anh chị em Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con xác tín rằng sự bách hại sẽ là cơ hội để mỗi người chúng con sống đức tin kiên vững hơn, là cơ hội để chúng con thực hành bài học tình yêu, tha thứ mà Chúa đã dạy, và biết đâu đó lại là cơ hội để chúng con có thể được phúc từ đạo vì Chúa Kitô. Amen. Nếu trong giai đoạn chiến tranh, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cảm nghiệm nhiều về hình ảnh người chết hai lần thịt da nát tan, thì trong giai đoạn đạo Công giáo bị bách hại gay gắt ở Việt Nam, cũng đã có những anh hùng tử đạo chết hai lần. Đức cha Clemente Ignacio I là một trong các trường hợp ấy. Với tuổi già 76,
Sau khi bị bắt, Đức Cha bị nhốt trong củi 1.5 tháng. Ngài kiệt sức và chết rũ tù. Quân lính nghi ngờ lấy vải thấm dầu đốt vào các đầu ngón chân xem Đức Cha đã chết thật chưa. Rồi họ báo cáo cho các quan biết Đức Cha đã chết, nhưng các quan vẫn cứ ra lệnh thi hành án như đã đề ra. Quân lính khiêng thi thể Đức Cha ra pháp trường, rồi chém đầu. Sau đó đầu của Đức Cha được treo nơi công cộng 3 ngày, rồi bị ném xuống sông Vị Hoàng. Đã có những vị tử đạo, từ lúc bị bắt cho đến lúc bị chém đầu, chỉ trong vòng 1 ngày. Đã có những vị tử đạo có hành trình truyền giáo gian khó, kéo dài trong vài năm. Riêng Đức Cha Clemente Ignacio y, Ngài đã có gần nửa thế kỷ hăng say truyền giáo tại Việt Nam và 43 năm giám mục. Cuộc đời Thánh Ignacio y gắn liền với giáo phận Đông Đàng Ngoài, nay là 5 giáo phận Hải Phòng, Bùi Chu, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Bình. Hoạt động của Ngài trải dài trên 3 triều đại, thời Cảnh Thịnh, thời Gia Long và thời Minh Mạng. Ignacio y Delgado sinh ngày 23 tháng 11 năm 1762 tại làng Villa Felice, tỉnh Saragunza, miền Aragon, Tây Ban Nha. Ngày kia, một người bạn rủ cậu đi tu dòng Đa Minh. Ignacio liền nhậm lời. Cậu được vào nhà tập khi 18 tuổi và khấn năm 1781, lúc 19 tuổi. Đang khi theo học tại Đại học Orihuela, Delgado được biết việc truyền giáo của dòng tại Đông Nam Á. Delgado thấy lòng mình sôi sục ý muốn đi truyền giáo. Năm 1787, thầy Delgado được thụ phong linh mục, và năm 1790, cha mới đến được đất truyền giáo cùng với 3 thừa sai khác. Tuy mới tới Việt Nam, nhưng mọi người đã nghe đồn về tài năng và nhân đức của cha Delgado. Các sử gia ghi nhận, Đức cha Ignacio y đã thích ứng được với miền truyền giáo ngay từ những ngày đầu. Từ khí hậu, ngôn ngữ đến phong tục và những món ăn địa phương. Chỉ trong vòng 10 năm lãnh trách nhiệm, đã có hơn 10.000 người lớn xin rửa tội. Con số 114.000 tín hữu khi Đức Cha Y nhận quyền giáo phận đã tăng lên thành 160.000 vào năm 1815 với gần 800 họ đạo. Thời Minh Mạng, chiếu chỉ cấm đạo được thực hiện gắt gao. Đức Cha Y đã 76 tuổi, được anh em tín hữu khiêng đi trốn, đã bị lính nhận ra, đuổi theo và bắt tại chỗ. Họ trói Đức Cha nằm trong võng và cáng về đình làng. Đức Cha được đưa về phủ Xuân Trường. Quan Lê Văn Thế truyền nhốt Đức Cha vào củi gỗ. Không thể kể cho xiết những nỗi khốn cực Đức Cha phải chịu suốt 43 ngày bị giam trong củi. Ăn uống thì thiếu thốn, rồi những buổi tra hỏi, những lời sỉ nhục chửi bới, có người còn nhổ nước miếng vào mặt Đức Cha. Sau những buổi hỏi cung, quân lính khiêng củi ra bỏ ở cửa tây của thành. Mình Ngài lúc nào cũng nhễ nhãi mồ hôi dưới sức nóng mặt trời, hoặc lạnh cóng vì sương đêm lạnh lẽo. Ngày 12 tháng 7 năm 1838, Đức Cha đáng kính đã từ trần sau 43 năm làm giám mục. Hành trình truyền giáo của Đức Cha Delgado y đã cho chúng ta thêm sức mạnh dấn thân và cho chúng ta tấm lòng biết lưu tâm đến bản chất truyền giáo của Hội Thánh.
công cuộc truyền giáo của Hội Thánh còn bao la, khó khăn còn đầy ắp. Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa bản thân và công việc của con, những cố gắng của con và của bao nhà truyền giáo khác. Xin cho con hăng say truyền rao chân lý Chúa. Xin cho con không bỏ cuộc, không co rúm trong sợ hãi, nhưng biết mạo hiểm dấn thân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho có nhiều bạn trẻ biết khát khao dâng hiến đời mình phục vụ cho việc mở mang nước Chúa. Xin cho các nhà truyền giáo, khi đứng trước những khó khăn, đối diện với thử thách, có được ơn sức mạnh để các ngài vượt qua gian nan bão tố trong cuộc đời, biết vui lòng đón nhận tất cả, luôn nỗ lực